Bà con làm vườn, tên tôi là Dương Ngô Mai, sống ở nội xã Hồng Vân, hiện đang đi tỉnh Bắc Giang. Hiện nay số điện thoại là 0392447065. Hôm nay tôi đến nhà anh Dũng ở xóm Tân Lập cải tạo một số cây bưởi chua thành cây bưởi có chất lượng cao, một là bưởi Ruby hoặc là bưởi Nhân Tiên Quang hoặc là bưởi Cát Quế. Đấy, bây giờ tôi giới thiệu từ cách ghép của một cây bưởi đã già rồi. Bây giờ tôi ghép và đính lại thân này để sau khi mà nó khi thu hoạch quả thì tôi sẽ cắt ngọn thì cây phát triển. Đây, giới thiệu bà con cách ghép ấy, thì cái nhất là ta chuẩn bị là cũng có một cuộn giấy bóng này, một cuộn dao này, một kéo và một cuộn băng dính nữa. Thế đây là tôi ghép sẽ giới thiệu cách ghép. Cái nhất bây giờ chúng ta ghép vào thân này ấy, thì cái nhất là ta rạch hai một đường song song như này, hai đường song song, sau đó ta chấn ngang cái này ở trên này, ta lấy mũi dao thôi rạch cái lớp vỏ này ra, rồi ta cắt dưới để cho nó, rồi ta cắt cái mầm này, mầm muốn ghép vào đây ấy, ta ghép vào đây, ta lạc tầm khoảng từ 3 đến 5 phân một phía như này, ở bên đằng sau này ta sẽ ít thôi. Thì sau khi ta ấy, ta lấy dao này, ta gạch chỗ này sâu xuống, ta cài cái này chặt vào đây, giáp một bên, giáp mới để giáp mới bỏ, dùng giấy bóng tôi sẽ băng lại kín để cho nó khỏi bay hơi nước, sau một thời gian thì nó sẽ mọc khoảng 15-20 ngày đấy, nó sẽ mọc, ta sẽ băng từ dưới trở lên như kiểu lập ngói ấy, cho nó khỏi như kiểu lập ngói, thì khi nước mưa là nó sẽ chảy, nó sẽ không ngấm vào cái mắt ghép, sẽ đảm bảo. Ta tờ hết phần giấy bóng ra, ta tờ hết phần giấy bóng ra, ta quấn được kín lại của cái mắt ghép này, mở rộng hết phần giấy bóng này. Quấn lại thật chặt. Siết thật chặt lại để cho nó liền với lại cái thân này, vỏ ăn. Như thế là xong. Cái mầm này nó lên rồi, tôi sẽ cắt ngọn. Thì cái mầm này nó sẽ phát triển rất là nhanh. Nếu bà con này có nhu cầu thì theo số điện thoại này liên hệ, tôi sẽ giúp đỡ và cải tạo những cái giống bưởi không ngon thành giống bưởi ngon. Và khi ghép xong thì khoảng 15 ngày tôi sẽ đến kiểm tra mắt ghép nó còn tươi thì là cơ bản đã đạt yêu cầu. Sau khi mà cây đã lên hoặc là đến khi có quả tôi vẫn đến thăm nên chất lượng của quả và cây nó phát triển như sao. Yêu cầu nếu bà con nào có nhu cầu thì bà con sẽ theo số điện thoại, bà con sẽ điện cho tôi để đến giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn. Này mầm cây đây, một số mầm đang lên, đang nhú, đang đây đang nhú để cháu xoay tận tay. Đấy, xoay này đẹp quá nhỉ. Ôm mầm đây nó xanh này, mầm đang nhú này, mầm non này. Chú chỉ mầm non đây, mầm đây được hơn 20 ngày bắt đầu mọc, còn những một số mầm đây là đang bắt đầu nhí, đây đã mọc được 4-5 lá đây, mầm đây các bạn nhỉ, 4-5 lá này. Đây hiện đây cây có quả thì vẫn có quả, nhưng ghép vào đây một số cành cũng đã đang bắt đầu nhí, một số mắt thì đang tươi. Đây ví dụ đây mình ghép hai mắt lên cả hai, nhưng đây cũng đang nhí cả cái mầm này.
Đẹp thế nhỉ. Thế còn đây như cây này thì là đây cải tạo cây này mầm lên được độ 20 phân rồi. Đây, mầm 20 phân. Ghép cả hai lên cả hai. Cả hai luôn. Đó. Chú ghép là đảm bảo ghê nhỉ. Sống trăm trăm. Đấy, còn những mầm đây cũng lên lên hết. Lên 4 5 lá rồi, lên đều. Đây mầm đây lên 4 5 lá. Sau khi mà mầm tốt thì cắt bớt cái cành, cành chưa 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 ghép này đi, cây nó sẽ phát triển đẹp và đều. Đây mầm rất tốt đây, đây là ruby Thái Lan, giờ đã lên được, cái mắt mà mầm đã lên như này, lá lên được 7 lần là 8 lần lá, thế còn đang số mắt thì giờ đang bắt đầu trắng và đang nhú này, đang nhú lên. Ruby Thái Lan. Ruby Thái Lan. Đây cây ruby Thái Lan này là chú ghép được nửa tháng rồi. Đang lên. Mập đang lên. Thế còn đây là ghép điểm chanh ở đây. Lấy chanh. Thế sau bỏ đi để toàn ruby rồi chú ạ. Cải tạo giống gì cho người ta đây? Đây là ghép lá nhân. Lá nhân à? Mới buổi sớm. Đây buổi sớm. Nó lên tốt này rồi, bây giờ đang ghép thêm lá nhân vào đây thì nó có hai loại quả một cây à. Trong đó có cải chanh ba bốn loại quả cây trước nhà giờ đang lên đây, ghép đây trước một thời gian thì đây là những buổi sớm tháng 8 đã lên tốt rồi, thế còn đây bây giờ mới đang chuẩn bị lên, mắt đang nhú đấy.